con hay đố phải không? Phú Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phú Khang ẩm thực sẽ đi giăng lưới nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phú Khang sẽ lần đầu tiên đi giăng lưới thì mời cô chú anh chị và các bạn xem video Phú Khang, cho Phú Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phú Khang xuống dưới quê của bộ ông anh. Đây, cảnh quê đây cô chú anh chị và các bạn. Rất là đẹp. Nhớ năm rồi xuống hay lần nào đó xuống quá thì trái luôn. Cái này cái trái nè. Cái này hả? Nó nụ rồi. Dừa nước nè bà con ơi. Mà cả nhà ăn dừa nước nha. Lát Phú Khang đi đốn dừa nước nè. Quá trời dừa nước luôn. Nay Phú Khang chuẩn bị ghe đi găng câu, đi thả lưới chứ. Ở đâu? Ồ, cái đó là bữa nào không có. Sông Sài Gòn. Cảnh quá đẹp luôn bà con ơi. Xa xa đó là cầu Phước Long. Ráp danh với Phú Mỹ Hưng. Còn đây là khu chung cư Đức Khải, quận 7. Đây là hai bên đều bồi hết ha. Nước hầu như giờ đâu có chảy đâu. Bây giờ bắt đầu thả nha cả nhà. Gì? Dạ. Con chìm hả? Hả? Cởi quất luôn, chìm luôn dưới luôn. Nếu làm phao nổi về mình lấy phao bia thêm hả? Này ghe nó mà chạy ngang dưới không ta? Quên hả? Quên ngay vậy?
trăm mét, quá trời xa luôn. Lát chở một xuồng cá về luôn. Giờ thả xong rồi nè, giờ ngồi chờ thờ. Tao thả mà rồi tao gửi chưa xong mà không nó qua nó mới dinh về bởi bán. Cá hả? Tao có lúa rồi cả nhà, được một em. Thành quả đầu tiên. Với nước cây đúng em. Anh có bông sợi. Đó, hai em vừa nằm liên tiếp luôn. Ốm hả? Để dính nữa gì kìa. Có hai con, hai con vậy. Con. Ồ, thành quả dính cá bông sợi nhiều quá cả nhà ơi. Có dính con nằm em nữa kìa. Thoái dính cá đói đã. Chắc nước này không có cá đói. Có dính nữa kìa. Ôi hai em luôn, hai em luôn. Vô mánh rồi cả nhà ơi. Sỉ hả? Sỉ con hả? Phải từ đầu tay tới giờ cứ vậy không cũng được. Còn đó cả dính nữa kìa. Có lẽ đằng kia dính nữa kìa. Khúc cái đầu này thấy nhiều nè.
cá về mà dính mà nó quắn lưới thôi. Cá bự cả cỡi gì nữa. Đó dính nữa. Ô hai ba bốn con luôn à. Hai con ba con. Cá bông xệ này khoai tiêu ngon lắm cả nhà ơi. Hết sảy luôn. Cũng bộn bộn ấy. Còn nữa không? Hả? Còn nữa kìa, đó. Khúc này nhiều nè. Hai em, ba em đằng kia nữa kìa. Ồ, quá đã quá đã. Gỡ mỗi tay luôn. Đó dính đó. Con này to nè. Bây giờ đâu có làm gì xịt thuốc như hồi xưa đâu mà cũng cớ rẻ nhiều quá ha. Con quá trời cái hai ba con nữa kìa. Vô mánh cá bông sợi cả nhà ơi. Hai em à. Bìm bịp kêu, bìm bịp kêu. Trời ạ. Lấy lên. Dính nữa rồi. Đó. Ô quá trời ở chỗ này luôn. Ô chỗ này ngon vậy đó à. Cái chỗ này tại mình thả đầu tiên đúng không? Lâu. À bột bộn nha cả nhà ơi. Đó dính nữa kìa. Dính nó bắt đầu nó quậy tung lưới nó mới quắn là đúng không? Ôi ba em luôn. Ở dưới chân anh hai con nữa kìa. Chở mỗi tay rồi đó. Cái này mà dính từ đầu tới đầu tay mà tới cuối tay này mà như vậy không chứ gỡ mệt hết anh hai.
Còn không? Rồi hết rồi cả nhà ơi. Thành quả ngày đầu tiên cũng bồn bộn ạ. Bây giờ về thôi. Cảm ơn cả nhà xem video. Rồi nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cả nhà. Quá trời chỉnh luôn. Về tháo ra cũng mệt. Ờ còn con em bự đó. Ủa hai con luôn kìa. Ủa có lý ta. Vậy là khúc này mình thả cá nhiều hơn khúc gần đây đúng không? Ô đằng kia chứ, nó trôi xuống tới đây rồi. Đằng nó giảm đằng. Quá đã quá đã. Rồi thôi về thôi cả nhà ơi. Thành quả như đây nè cả nhà. Bộn nha. Hả? À, Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Thì trước giờ thì mình xem răng lưới ở miền Tây, nhưng mà lần này thì Phúc Khang cho cô chú anh chị và các bạn xem răng lưới tại Sài Gòn như thế nào. Mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho Phúc Khang. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Cô chú anh chị và các bạn xem video, đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh cũng như chia sẻ video nha cô chú anh chị và các bạn. Thì video Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Phúc Khang xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Đây là khu La Villa ở đường Nguyễn Hữu Thọ nha cả nhà. Khu biệt thự này là có trị giá là từ 20 đến 25 tỷ một căn nha cả nhà ơi. Khu căn hộ cao cấp. Biệt thự ven sông. Còn đây là khu dân cư của Bộ Công an. Tạm biệt các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của Phúc Khang. Phúc Khang xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Bye bye. Hẹn gặp lại.